Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh dừng các nghi lễ tôn giáo để phòng Covid từ trưa ngày 9 tháng 2 cho tới khi có thông báo mới. Truyền thông nhà nước cho hay, chiều 8 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự. Thành phố đông dân nhất của Việt Nam đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid với 33 điểm dân cư bị phong tỏa hoàn toàn sáng 9 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 2 ca nghi nhiễm COVID, nâng tổng số các ca nhiễm và nghi nhiễm liên quan tới ca bệnh là nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất lên thành 32 trường hợp tính từ ngày 27 tháng Giêng. Theo Bộ Y tế, cả nước tính tới ngày 9 tháng 2 có 16 ca nhiễm mới, trong đó có 13 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên thành 2.069 người nhiễm COVID.